Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Assassin Never 156. Ok. Và các bạn phải đi tiêu diệt những 12 tên lính. Và lính khó chơi nhất đó là lính màu đỏ. Đó là một lính đặc nhiệm rất là hùng mạnh và khỏe. Có một cái lá chắn mà mình không thể nào xuyên qua được khi mà đối diện trực tiếp. Tôi chết rồi. Bị vây rồi. Ok, let's go. Còn hai lính nữa thôi. Let's go. Rồi, và tiếp tục cũng là 12 tên lính luôn. Ok, bây giờ đánh trang này. Sau đó mình sẽ luôn đi đường này. Let's go. Ok. Wow, 14 tên lính luôn, đồng thật. Let's go. Ok, còn một anh chàng cuối cùng ở trong này. Rồi, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Mr. Smith. Let's go. Ok, và trong ngôi nhà này thì mình có một khẩu súng và một viên đạn. Bắn luôn cái này nào. Rút khẩu súng vào đây. Đây có một món đồ. Đi xung quanh đi xem còn gì nữa không. I think I heard a noise around here. Okay, let's go. Đây một chiếc kim. Ở đây ông ta bắt cóc một cô gái và ông ta cho cô gái này biến thành một đầu lợn. Let's go. What was that? I got you. Where are you, little mouse? Show up. Đây là một lọ thuốc mà cho lợn ăn. Để khi nó ăn vào thì nó sẽ đi liên tục. Let's go. What was that? Don't make a noise, or my father will show up. Tìm một cái xô. Không biết cái xô ở đâu rồi. Let's go. Xem trong này xem có không. Có cái xô đó có thể ở trong một ngôi nhà nhỏ trong này. Mình sẽ đi tìm xem. Let's go. Không có luôn. Okay, let's go. Vẫn chưa thấy cái xô đâu. Don't make a noise, or my father will show up. Đây rồi. Let's go baby. Các bạn sẽ vứt vào cái xô ở vào trong một cái lọ nước này. Sau đó dùng cái này lấy lại. Ok, let's go. Rồi. Let's go. Where are you, little mouse? I think I heard a noise around here. Okay, let's go. Ông bác sĩ đã đến rồi. Bây giờ mình sẽ cho bác sĩ vào. Mr. Meat is a beast. I saw what he did to Rebecca. I ran out of beer. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 Apples? Yes. Okay. Bây giờ sẽ đợi ông ta chế loại thuốc. That's it. Is another bit of that. Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Am I transforming again? Okay. Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Rồi. Chuồn đi thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3. Piggy Chapter này here. Tan luôn cái máy này. Và đây thì mình sẽ hóa thân là một cô làng Piggy. Ở đây có một anh chàng Piggy này đang bị là thương. Mình đi tìm một chiếc hộp cứu thương. Đây rồi. Let's go. Chạy thôi. Oh man. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Bây giờ này thì mình sẽ phải không được, hoặc là làm đứt dây, đúng không? Ok. Oh my gosh. Oh my gosh. Rồi, bắn lên trên cao đi. Tiếp tục nào. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Racer 13. Ok. Mình sẽ uốn trang này xuống, sau đó thì mình sẽ lườn sang đây. Ok. kế tục vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho chúng mèo này chạy đi. Let's go. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender Rising. Từ cái này các bạn phải đi tìm những bức hình gắn trong cái map bản đồ này. Và mình sẽ đi xung quanh đây xem có gì không. Ở trong tựa game này thì các bạn phải tránh Slender Man. Khi gặp Slender Man các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì ông ta sẽ mọc hết những cái cánh ở đằng sau lưng. Sau đó thì các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Và những gì các bạn thu thập từ trước đó thì các bạn sẽ bị phải trở lại từ đầu. Ok, gần đây có một bức hình. Xong đây rồi. Let's go. Bình đầu tiên. Tiếp tục đi sâu vào trong này. Slender Man. Đã tiếp tục. Ông ta thoát ẩn thoát hiện. Ồ, gần đây có. Chắc là chỗ cây này rồi. Chuẩn luôn. Bình thứ hai. Lại gặp ông ta. Sẽ đường này đi. Oh my gosh. Wow, ông ta gần đây. Oh my gosh. Ba rồi, ông ta tiến lại gần thì mình sẽ không thể nào mình chạy được. Ok, rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Victor đi ra. Let's go. Let's go. Vẫn chưa chạm vào cái kia. Ok. Okay, let's go. Chưa đâu. Vẫn chưa đau mấy. Cho một tí về xem. Okay. Các bạn làm sao và để đừng con tim không bị chết. Nếu mà con tim chết thì các bạn lại phải chơi lại. Đến khi nào mà các bạn cứu sống được con tim thì các bạn mới hoàn thành được. Ok, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Piggy Chapter 1. Let's go. Ồ, và tao đang tìm mình. Oh my god, như thế mình chạy đi đường kia không lại được. Còn 4 mạng nữa thôi. Rồi mình sẽ chạy, mình lấy tấm gỗ này nhanh. Bà ta đang ở dưới đây. Chết rồi, rơi tấm gỗ rồi. Đây rồi. Let's go. Ok. Rebecca. Không biết bà ta đi đâu rồi, mình chưa nhìn thấy bà ta. Blue cây. Wow. Rồi mình sẽ mở cái cửa màu xanh này ra. Let's go. Ở dưới cầu thang này thì sẽ có rất là nhiều chiếc chìa khóa. Mình sẽ cờ lê đi. Một chiếc chìa khóa màu cam. Chui xuống đây xem là xuống đâu đây. Không chui được. Oh my god, wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.